Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Review của mình. Trong tập trước, khi thấy Tần Trần có thể luyện chế được nửa bước hoàng đan, làm cho Âu Dương Chính Kỳ cũng không tin nổi vào mắt mình, thế là lão liền thôi động chư thiên vạn giới để tái hiện lại cảnh tượng lúc Tần Trần luyện đan và khi biết được kết quả khiến lão khiếp sợ không thôi, bởi vì Tần Trần lại sử dụng phương pháp cho đan dược tự thôn phệ lẫn nhau ngay khi vừa ra lò để nâng cao cấp bậc của viên đan dược cuối cùng. Từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, Âu Dương Chính Kỳ liền lớn tiếng tuyên bố kết quả của đan đạo đại bỉ, và theo như lời lão nói, thì quán quân trong đại bỉ lần này thuộc về Tần trần, xếp hạng thứ hai là Diệp Mạc, thứ ba là Nghiêm Xích Đạo, thứ tư là Ngô Tư Hủy, thứ năm là Quỳ Tân Ngọc, thứ sáu là Cừ Thiên. Vừa nghe được kết quả này, làm sắc mặt Ngô Tư Hủy đại biến, vội vàng lên tiếng nói, kết quả như vậy đệ tử không phục, tuy 8 viên đang dược đệ tử luyện chế ra chỉ có hai viên thượng đẳng và 6 viên trung đẳng, thế nhưng độ khó để luyện chế hắc cốt vương thể đang lại cao hơn Tam Văn Xích Long đang rất nhiều với lại tổng điểm của hai phần trước đệ tử cũng cao hơn nghiêm xích đạo vậy tại sao nghiêm xích đạo lại được xếp ở vị trí thứ ba đứng ở một bên nghe ngu tư hủy nói vậy cũng làm cho cừu thiên và quỳ tân ngọc ánh mắt lập lòe quan mang bởi vì bọn họ vất vả từ vũ vực tới đây để tranh đoạt ba vị trí đầu với mục đích lấy được tư cách tiến nhập cổ ngu giới thế nhưng không ngờ tới ngay cả vị trí thứ ba mà bọn họ cũng không đạt được mà lúc này nghe ngu tư hủy hỏi vậy âu dương chính kỳ quay sang phía ba người ngu tư hủy cừu thiên và quỳ tân ngọc cười giễu cợt nói nếu tính thành tích chân thực, thì kết quả luyện đan của ngươi và nghiêm xích đạo cũng chỉ là ngang tài ngang sức với nhau mà thôi. Thế nhưng ba người các ngươi thì sao? Một người đến từ đan đạo thế gia, người khác lại đến từ thiên dược môn, còn có đan vương tông nữa. Các ngươi đều đến từ các thế lực đan đạo tại vũ vực, thế mà ngay cả đan đạo thiên tài của bốn vực cũng không thắng nổi, mà lại còn ở trước mặt ta kêu gào gì nữa. Nói đến đây, Âu Dương Chính Kỳ dừng lại một chút, đảo mắt nhìn quanh kháng đài một vòng, sau đó lớn tiếng nói, mấy đại thế lực các ngươi mau dẫn đệ tử của mình về đi lần này lão phu không có truy cứu chuyện này sau này hy vọng không nhìn thấy các ngươi chen tay vào danh ngạch của tổng bộ đang cắt ta nữa âu dương chính kỳ vừa dứt lời thì đã có mấy đạo thân ảnh xuất hiện trên đài cao tất cả mấy người này đều hướng lão chắp tay cung kính nói đa tạ âu dương đại sư thủ hạ lưu tình nói xong mấy người này liền dẫn ba người ngu tư hủy rời đi luôn sau khi đám người này đã hoàn toàn rời khỏi âu dương chính kỳ liền quay sang tầng trần diệp mạc nghiêm xích đạo bảo ba người chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cá nhân để trong vòng ba ngày tới còn lên đường tiến đến vũ vực dặn dò ba người xong xuôi âu dương chính kỳ mới quay xuống quảng trường bên dưới tuyên bố bế mạc đan đạo đại bỉ đan đạo đại bỉ kết thúc nên đám người trên quảng trường rất nhanh giải tán thông qua lần đan đạo đại bỉ này biết được Tần trần luyện chế ra được nửa bước hoàng đan không những thế lại còn có cơ hội tiến nhập vào vũ vực đan cát thế nên trong buổi tối hôm đó có rất nhiều người mang quà đến để chúc mừng đồng thời cũng muốn mượn cơ hội này để kéo gần quan hệ với Tần trần về phía Tần trần do hiện tại đang nghèo rách mùng tơi thế nên ai đem quà đến hắn cũng đều nhận hết, không có chút nào là khách khí cả. Mãi cho tới khuya, khi đám người đến chúc mừng Tần Trần vừa rời đi hết, thì lúc này Khang Tư Đồng lại đến, mang theo tiền lời sau vụ mở bàn khẩu khi trước đưa cho Tần Trần, mà tổng số tiền lời lần này lên tới 1836 ức trung phẩm chân thạch. Vì số tiền này quá lớn, nên Khang Tư Đồng đã lập cho Tần Trần một tài khoản riêng, sau đó thì chuyển hết số tiền này vào trong tài khoản đó. Thế nên lúc này hắn chỉ đưa cho Tần Trần một tấm thẻ, và theo như lời hắn nói, chỉ cần tần trần mang theo thẻ này đến bất cứ chi nhánh nào của vạn bảo lâu thì đều có thể rút được tiền tần trần thấy thế thì cũng không chút khách khí mà nhận luôn và sau khi nói dăm ba câu chuyện chém gió với khang tư đồng thì lúc này tần trần mới đi vào việc chính hắn muốn để đám người vương khải minh đi theo khang tư đồng đến vũ vực sau đó nhờ khang tư đồng tiến cử đám người này vào ngũ hành bí cảnh của vạn bảo lâu nghe được lời này của tần trần sắc mặt khang tư đồng liền trở nên cứng lại rồi hắn cười khổ nói trần thiếu ngươi cũng đã quá coi trọng ta rồi ta chỉ là một trung tầng trong vạn bảo lâu mà thôi, cùng lắm cũng chỉ có thể đem bằng hữu của ngươi tiến vào vạn bảo lâu tu luyện, thế nhưng tiến cử bọn họ vào ngũ hành bí cảnh chỉ sợ ta không làm được. Tần Trần nghe vậy thì cười rộ lên nói, chuyện này khang lâu chủ cứ yên tâm, chỉ cần lâu chủ tiến cử là được, còn cuối cùng có thể tiến vào được hay không là do tạo hóa của bọn họ. Nghe Tần Trần nói vậy khang tư đồng mới gật đầu đồng ý, thế nhưng trước khi tiến cử bằng hữu của Tần Trần, thì hắn cũng muốn kiểm tra qua thiên phú của đám người này một lượt. Nói xong, Khang Tư Đồng trầm ngâm một chút, rồi quay sang hỏi Tần Trần là tại sao Tần Trần lại không đem mấy bằng hữu này tiến cử vào Đan Cát, bởi vì với thân phận quán quân đại bỉ của Tần Trần, tiến cử người khác vào Đan Cát sẽ dễ hơn rất nhiều. Nghe Khang Tư Đồng hỏi vậy, Tần Trần cười rộ lên nói, Đan Cát ta đương nhiên sẽ tiến cử, nhưng vì sợ nhân số quá nhiều nên muốn sang sẻ một ít sang vạn bảo lâu. Bàn bạc xong chuyện này, thì Khang Tư Đồng cùng Tần Trần chém gió thêm vài câu chuyện phím nữa, sau đó cũng cáo từ rời đi. Ngày hôm sau, Tần Trần liền đến gặp luôn Âu Dương Chính Kỳ để nhờ lão trợ giúp tiến cử vai bằng hữu vào thiên tài doanh của Đan Cát. Nếu như chuyện này là người khác nói, thì chắc chắn lão sẽ không đồng ý, thế nhưng Tần Trần lại là quán quân trong đại bỉ lần này, nên không chút do dự nào, Âu Dương Chính Kỳ liền đồng ý luôn. Thời gian dần trôi, thì sau hai ngày, Trác Thanh Phong đã đem đám người tử huân, Triệu Linh Sang, Vương Khải Minh, Vũ Văn Phong, Lâm Anh, Tần Dĩnh, Đế Thiên Nhất, Lãnh Vô Song tới. Đám người Vương Khải Minh vừa đến, Tần Trần liền sai đại bi lão nhân đi mời Khang Lâu Chủ qua đây và không lâu sau đó thì khang tư đồng cũng đến ngay khi vừa nhìn thấy đám người vương khải minh khiến nội tâm của hắn không khỏi kinh hãi ban đầu hắn còn tưởng tần trần muốn dựa vào bản thân quan hệ để đem mấy người bằng hữu đi cửa sau tiến nhập vào ngũ hành bí cảnh nhìn khang tư đồng bước vào tần trần tươi cười giới thiệu khang lâu chủ đây là mấy vị bằng hữu của ta nói xong hắn liền quay sang đám người vương khải minh tiếp tục nói vị này chính là lâu chủ của vạn bảo lâu tại trung châu thành các ngươi chỉ cần tiến nhập vạn bảo lâu chỗ tốt thu được sẽ vượt xa bắc thiên vực đang cắt tương lai theo đó sẽ vô khả hạn lượng. Ngay khi vừa nói xong lời này, thì có một đạo tiếng cười từ bên ngoài truyền vào cao giọng nói, Tần Trần, ngươi vừa mang bằng hữu đến đã giới thiệu cho Khang Lâu Chủ, chẳng lẽ là khinh thường đang cắt chúng ta sao? Thanh âm vừa rơi xuống, thì đã thấy Âu Dương Chính Kỳ từ bên ngoài bước vào rồi, và cũng giống như Khang Tư Đồng. Ngay khi vừa nhìn thấy khí thế trên thân đám người Vương Khải Minh, cũng khiến Âu Dương Chính Kỳ có chút kinh hãi. Về phía Tần Trần, vừa nhìn thấy Âu Dương Chính Kỳ đi vào thì hắn vội vàng hành lễ ngay, sau đó đem đám người Vương Khải Minh giới thiệu một lượt cho lão. Màn giới thiệu qua đi, Tần Trần lần nữa nhìn về đám người Triệu Linh Sang tươi cười nói, mọi người, vị này chính là Âu Dương Đại Sư của Vũ Vực Đan Cát. Tử Huân, Triệu Linh Sang, Vũ Văn Phong, Lâm Thiên, Trương Anh, Tần Dĩnh, mấy người các ngươi không phải muốn vào Đan Cát lắm sao? Lần này ta sẽ giới thiệu các ngươi cho Âu Dương Đại Sư, chỉ cần các ngươi thông qua kiểm tra là có thể đi tới Vũ Vực Đan Cát tham gia trại huấn luyện. Nghe Tần Trần nói vậy, đám người Triệu Linh Sang lập tức hướng Âu Dương Chính Kỳ hành lễ thế nhưng trong lòng cả đám lại hoài nghi không thôi bởi vì bản thân đâu có nói với tần trần là muốn tiến nhập đăng cát đâu tại sao tần trần chỉ gọi riêng mấy người bọn họ giới thiệu cho đăng cát còn ba người vương khải minh đế thiên nhất lãnh vô xong thì lại không nói gì đến mặc dù trong lòng nghi ngờ như thế nhưng mấy người cũng không có đem chuyện này nói ra đúng lúc này khang tư đồng cười to mấy tiếng rồi quay sang âu dương chính kỳ nói âu dương đại sư cái gì cũng phải có trước có sau người đã đến sau rồi thế nên cũng không thể dành với ta được dứt lời hắn liền lấy ra một viên cầu, rồi lên tiếng nói, đây chính là thiên phú kết tinh của vạn bảo lâu ta, các ngươi chỉ cần đem huyết mạch cùng chân nguyên quán thâu vào bên trong, thì thiên phú kết tinh này sẽ hiện ra số điểm đánh giá tương ứng, chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn là có thể tiến nhập vào vạn bảo lâu ta. Nghe Khang Tư Đồng nói vậy, làm cho đám người trên mặt hiện lên chút lo lắng, thế là Vương Khải Minh liền quay sang Tần Trần hỏi, Trần Thiếu, thiên phú kết tinh này là cái gì, với lại đạt được bao nhiêu điểm mới được coi là xuất sắc. Không đợi cho Tần Trần lên tiếng, thì Khang Tư Đồng đã chen vào nói, thiên phú kết tinh chính là một dụng cụ tại vũ vực dùng để kiểm tra thiên phú của võ giả nó căn cứ vào huyết mạch cường độ chân nguyên tuổi tác tu vi để đưa ra một trị số đánh giá mà trị số này càng cao đồng nghĩa với thiên phú cũng càng cao bình thường chỉ cần đạt đến 10 thì đã có tư cách tiến nhập vào vạn bảo lâu rồi nếu như đạt đến 30 thì tương đương với đệ tử cao nhất trong vạn bảo lâu ta giải thích xong khang lâu chủ liền nâng thiên phú kết tinh trong tay lên nhìn đám người cao giọng hỏi trong số các ngươi ai sẽ là người lên trước đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo